Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 25 tháng 8 của Dusan Vina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau đây. Dusan Vina tham gia chương trình đồng hành cùng em đến trường. Hội thao về nghiệp vụ phòng chống cháy cấp cơ sở khu vực 2. Chia sẻ bí quyết làm bài thi TOEIC nhanh và chính xác. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước thềm năm học mới, Dusan Vina đã tiếp tục đồng hành cùng Hội Facebook Quảng Ngãi tổ chức chương trình đồng hành cùng em đến trường năm 2016 cho gần 1.000 học sinh Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Đây là năm thứ hai Dusan Vina đồng hành cùng Hội Facebook Quảng Ngãi với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn và động viên tinh thần cho các em học sinh nghèo trên con đường học tập. Chương trình đã diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 8 tại trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã miền núi Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, 34 tình nguyện viên Dusan Vina đã phối hợp cùng với thành viên Hội Facebook Quảng Ngãi, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và các đơn vị khác tiến hành trao tặng gần 1.000 suất quà cho các em học sinh, trong đó bao gồm 9.000 cuốn vở, 501 ba lô, 390 bộ sách giáo khoa, 300 ghế nhựa, 641 áo khoác và áo len, 30 chiếc bạc ben cho các em bậc mầm non và một số dụng cụ thể dục thể thao phục vụ việc dạy và học khác. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 11 suất học bổng với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 11 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lần này ước tính hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Dusan Vina đóng góp hơn 27 triệu đồng để trao tặng 4.500 cuốn vở, 3 suất học bổng và một số lượng lớn bánh kẹo và sữa cho các em. Đồng hành cùng em đến trường là một trong một số chương trình thiện nguyện do Hội Facebook Quảng Ngãi chủ trì và đang dần được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ và đồng hành. Sắp tới, Hội sẽ cùng các tổ chức tiếp tục tiến hành chương trình Cùng Em Vui Trung Thu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9. Quả thật, qua những chuyện trải nghiệm ngày nay, mình thấy hoạt động này nó rất là bổ ích. Nó giúp ích cho rất nhiều trẻ nhỏ ở đấy. Và những người mà mình không nghĩ là họ khó khăn đến mức như vậy, qua những chuyện đi như thế này mình mới biết được. Vậy là mình đang làm ở một công ty mà cái phong trào CSA nó rất là mạnh. Cho nên mình cũng qua đó mà mình kêu gọi, cố gắng kêu gọi như là một cái câu nối để kết nối giữa Dusan Vina và Facebook Quảng Ngãi lại với nhau để làm cho cái hoạt động mà tình nguyện này nó rộng lớn hơn. Sáng ngày 21 tháng 8, đội EHS Dusan Vina đã đem về giải khuyến khích từ hội thao về nghiệp vụ phòng chống cháy cấp cơ sở khu vực 2 do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 2 tổ chức. Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, sáng ngày 21 tháng 8, 10 thành viên thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy Dusan Vina đã cùng hơn 220 vận động viên đến từ 16 đội phòng cháy chữa cháy các cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xã, huyện, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp thuộc huyện Bình Sơn, Trà Bồng và Tây Trà tham gia hội thao nghiệp vụ phòng chống chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 2 tổ chức tại sân bãi xã Bình Trị. Bước vào tranh tài, các vận động viên đã tham gia phòng thi tổng hợp, chạy tiếp sức 3x100m cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Tại đây, đội phòng cháy chữa cháy của Dusan Vina đã hoàn thành tốt phần thi của mình trong thời gian 69 giây. Các động tác trong bài thi được rút ra và mô phỏng theo các động tác và kỹ năng của công tác chữa cháy. Kết thúc chiến lược thi đấu, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải nhất cho đội phòng cháy chữa cháy xã Bình Trị, giải nhì cho đội phòng cháy chữa cháy huyện Trà Bồng, giải ba cho đội phòng cháy chữa cháy thị trấn Châu Ổ và đội phòng cháy chữa cháy Dusan Vina đạt giải khuyến khích. Mặc dù vậy, nhưng Dusan Vina đã xếp đầu bảng về thành tích của khối doanh nghiệp. Hội thao là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Để giúp các đồng nghiệp nâng cao kết quả thi TOEIC, bộ phận DNT đã tổ chức hai buổi chia sẻ những mẹo hay để có thể trả lời một số câu hỏi trong bài thi chỉ trong vòng 15 giây. Hai buổi chia sẻ này đều nằm trong khuôn khổ chương trình Fenwick English lần thứ 3 do bộ phận DNT chủ trì và người tham gia được quyền tự do đăng ký chứ không bị bắt buộc. Buổi chia sẻ thứ nhất diễn ra vào tối ngày 16 tháng 8 dành cho 24 người có điểm TOEIC từ 200 đến 400 và buổi thứ hai diễn ra vào tối ngày 18 tháng 8 dành cho 30 người đạt điểm TOEIC từ 405 đến 600. Khi Châu tham gia chương trình này thì cái kiến thức tiếng Anh của Châu được hệ thống một cách rất là logic và tiếng Anh được ôn tập theo cụm, theo chủ đề. Và khi mà Châu được ôn tập thì Châu vận dụng nó vào trong cái chương trình tiếng Anh online bằng cách là Châu luyện tập
Châu giải, Châu thực hành, Châu làm các bài tập theo cùng chủ đề. Tại vì cái chương trình này á, người ta các anh chị ôn cho Châu rất là nhiều kiến thức, nó rất là sát so với lại cái bài học, cái bài thi của tiếng Anh online. Trong các buổi chia sẻ này, anh Nguyễn Văn Khôi, một giảng viên nội bộ của công ty, đã đưa ra một số cấu trúc thường gặp trong một bài thi TOEIC và các mẹo để người thi có thể trả lời đúng chỉ trong vòng 15 giây mà không cần phải dịch. Lồng ghép vào buổi chia sẻ là các trò chơi tạo không khí. Một trò chơi nhóm, trong đó các thành viên của nhóm cùng thảo luận 18 câu hỏi thuộc các cấu trúc thường gặp trong một bài thi TOEIC để đưa ra câu trả lời trong vòng 7 phút. Và một trò chơi cá nhân theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên để trở thành người chơi chính. Người chơi chính sau đó lựa chọn một trong bốn gói câu hỏi để trả lời. Và ở trò chơi này, khán giả cũng chơi cùng với người chơi chính. Để khích lệ người tham gia, nhiều phần quà cũng đã được ban tổ chức chuẩn bị và trao tặng đến các nhóm và cá nhân thắng cuộc. Ngoài việc đem lại những kiến thức bổ ích cho đồng nghiệp, giúp họ nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, thì Finwick English cũng đã tạo một sân chơi vô cùng lý thú cho những ai muốn giao lưu và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chương trình học tiếng Anh của ban tổ chức thì tôi thấy chương trình này rất là phù hợp với Dusan Vina mình. Hiện nay là Dusan Vina mình cũng rất là tiếng Anh. Và chương trình này có cái điểm hay đó là nó có nhiều thành phần, nó có nhiều lứa tuổi họ vô vào thì nó cũng thấy con người mình là trẻ lại. Như tôi là thấy cũng rất là trẻ. Cái thứ hai nữa là cái chương trình tiếng Anh này mình có nhiều bộ phận trong công ty. Thì mình quá trình làm việc mà không cải bỏ được thì trong tiếng Anh này mình cải bỏ được. Trong kinh doanh, có đối thủ cạnh tranh sẽ giúp ta liên tục có sáng tạo để ngày càng hoàn thiện và nâng cao giá trị của sản phẩm. Đó là một thực tế và là nội dung của clip sau đây. Trong một thành phố lớn, có hai họa sĩ đều rất nổi tiếng. Họ thường chỉ trích chê bai lẫn nhau mỗi khi người kia có một tác phẩm mới. Tác phẩm này của anh trông rất lạ. Đấy, vẽ tranh là phải sáng tạo đột phá như tôi chứ. Cứ vẽ như ông Trần An kia thì... anh không thấy sao, bức tranh gần đây nhất của hắn bố cục lộn xộn, chẳng ra làm sao cả. Hôm qua, anh nhìn thấy bức tranh mới nhất của tay Nguyễn Thành. Đúng là một bức vẽ yếu ớt, chẳng biết hắn muốn thể hiện điều gì nữa. Nhưng hôm trước em đọc báo, thấy họ khen tác phẩm mới của anh ta lắm. Mấy tay đó toàn nói luyên thuyên. Alo? Chúng tôi là Hội đồng Nghệ thuật Thành phố. Xin trân trọng kính mời ông tham dự cuộc triển lãm tranh quốc tế, tổ chức vào cuối năm nay. Dạ, dạ, em nghe thấy gì không? Anh được mời tham dự triển lãm tranh quốc tế. Lần này thì tên Trần An kia sẽ tức đến nổ mắt vì ghen tị. Em thấy bức vẽ này thế nào? Đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà... à, em định nói về chỗ này chứ gì? Tay Thành họa sĩ đang đối đầu với anh, nhất định sẽ bới lông tìm vết ở chính chỗ này đây. Thế sao anh không sửa trước đi? Anh cố ý để như thế, để hắn có cái mà phê phán. Đôi khi, sự phê phán của hắn lại kích thích sự sáng tạo của anh. Nhưng... tờ báo này vừa đưa tin họa sĩ Nguyễn Thành vừa bị tai nạn giao thông, mất rồi. Sao? Anh ta mất thật rồi sao? Sau khi đối thủ mất đi, sự sáng tạo của họa sĩ Trần An cũng kém dần. Khi có đối thủ cạnh tranh lành mạnh sẽ làm cho ta có khát vọng chiến thắng với sự phấn đấu không ngừng. Có đối thủ cạnh tranh cho ta cái nhìn trọn vẹn hơn về bản thân và công việc mình đang thực hiện. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa
Dusan Vina DVTV V7N65. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.